Chào mừng các bạn đến với kênh Phim Đi Kỳ, tôi là Quốc Thì. Và trong top 4 đoạn phim mà Hải Hùng khiến bạn phải phát khóc ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về những điều kinh khủng nhất của tâm linh. Và bây giờ hãy cùng nhau theo dõi. Trong tập phim top 4 đoạn phim mà Hải Hùng khiến bạn phải phát khóc ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những điều khủng khiếp ẩn giấu đằng sau những câu chuyện tâm linh. Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vùng lãnh thổ phía đông bắc Trung Quốc là nơi đã từng hứng chịu những cuộc tàn sát đẫm máu khi cuộc chiến tranh Trung Nhật xảy ra, và cũng có thể nói nơi đây là một trong những thuộc địa của Nhật Bản lúc bấy giờ. Văn hóa của người Nhật Bản được tuyên truyền đến những cư dân tại vùng này nhằm mục đích đồng hóa dân tộc. Nhiều hộ gia đình sống ở đây vì muốn có cuộc sống yên ổn nên họ đành buộc phải dung nạp những văn hóa này, và dần dần nó đi vào lối sống sinh hoạt của họ từ lúc nào không hay. Một mặt là tuyên truyền đồng hóa, mặt khác Nhật Bản và quân đồng minh đã đàn áp bóc lột những nông nô, buộc họ phải ra sức cày bừa nhằm sản xuất lúa gạo phục vụ cho công cuộc xâm lược sâu hơn vào lục địa Trung Quốc lúc bấy giờ. Và dĩ nhiên, chiến tranh luôn mang lại sự chết chóc, đói nghèo và đau khổ. Nhiều người dân Trung Quốc lúc đó vì không thể chịu đựng được sự bóc lột dã man nên họ đã bỏ trốn đến các khu lân cận, hoặc họ sẽ chọn cách tự tử trong chính ngôi nhà của mình. Và cho đến tận bây giờ, những tàn tích thời đó vẫn còn tồn tại. Ngay lúc này, một thanh niên có tên là Long đã đi đến những ngôi nhà bỏ hoang như vậy nhằm khám phá những điều bí ẩn tâm linh đằng sau đó.我操你妈，这是符啊！我操他妈，这个符都落老川灰了。符，知道吗？哈密阿密摩咪摩，这没有，没有人气儿，这应该是做什么玩意儿的？还有俩模特呢。 我操你妈！ Cái cửa sổ tự nhiên di chuyển và đóng lại, tạo ra âm thanh rất lớn, làm cho Long tá hỏa và vô cùng sợ hãi. Nhưng sau đó, Long tiếp tục cuộc hành trình khám phá ngôi nhà hoang ở một căn phòng kế tiếp.我操你妈！哎，谁？我操你妈！
Rõ ràng khi nãy Long đã quay được một khuôn mặt người xuất hiện ở cửa sổ đối diện. Điều này đã khiến cho anh ta thực sự hốt hoảng đến phát khiếp. Nhưng một lúc sau khi anh ta định hình lại thì khuôn mặt đã biến mất, chỉ còn lại ở đó một chiếc chậu cũ màu vàng. Và rồi sau đó anh ta tiếp tục bước sang căn phòng to nhất ở kế bên để khám phá nơi này.我操你妈呀！我他妈跟他妈的，那啥是一样的呢？这底下还带个小布。哎，我操你妈，它好像动了呢！哎。 操你妈！那啥玩意儿了？啊！哎哎！我操！操你妈的！操你妈！我操你妈的！ 谢谢。Sau khi chạy tới xe hơi, anh ta cảm thấy thật khó hiểu về cái chỗ đất hồi nãy, nên anh ta đã quay lại tiếp tục kiểm tra. Một quốc gia có nền kinh tế thuộc top đầu của thế giới, cũng chính vì vậy mà mức sống ở đây là rất cao, kéo theo đó là hệ lụy về áp lực cuộc sống, công việc và đồng tiền. Do vậy, nhiều người dân Nhật Bản rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức là chuyện bình thường như cơm bữa, và khi tình trạng này diễn biến trong một thời gian dài sẽ sinh ra căn bệnh trầm cảm. Và đây là nơi bắt đầu của những điều khủng khiếp như việc tự sát với nhiều hình thức khác nhau. Và trong đoạn phim được hai người bạn quay lại trong khi họ đã thực hiện một đoạn clip ngắn trên sân thượng đã hé lộ một bí ẩn khủng khiếp về thế giới tâm linh vô hình. Đó là ở nơi này, chỉ cách khoảng một tuần trước
đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự sát của một người phụ nữ trung niên ở độ tuổi 32.押したって何？押したよね。押したよ。押した。何今押したってこと？私の背中押したよね。押したよ。押したよ。押したよ。何それ？押してないよ。だって今そばにいなかったじゃん。こっちいたじゃん。でも今押されたもん。押してないよ。自分じゃなかった。押しそうになったんでしょ？背中押された。押してないよ。誰を？誰を？俺じゃないよ。 Đây là đoạn phim được một nhóm bạn quay lại tại một nơi giữ xe công cộng vào lúc 8 giờ 50 phút tối ngày 25 tháng 6 năm 2019. Theo thông tin được người quay phim là Hitoki quay lại cho biết, thì hôm đó sau khi đã đi tham dự lễ hội xong, họ đã đi đến nhà xe để lấy xe nhằm đi đến buổi họp lớp gần đó. Nhưng ngặt nổi là những người khác vẫn chưa sắp xếp được nơi chốn, nên họ đã ngồi ở đây. Khi nào địa điểm được xác định cụ thể thì họ sẽ lên được. Cả bọn ở đây chưa được 15 phút thì một thanh niên trong nhóm là Sakita có những biểu hiện kỳ lạ. Anh ta cứ ho liên tục và ho ra cả máu. Trong lúc này cả bọn đều cuống cuồng và Hitoki cũng không ngoại lệ. Quay phim được vài giây thì Hitoki bỗng nhiên không nhìn thấy ai cả. Và trong lúc đó anh ta đã vô tình quay được một linh hồn, người được cho là đã bị giết ở đây trong một vụ đánh nhau vài tuần trước. イケイケしてんじゃねえよ。イケイケしてんじゃねえよ。マジ死ぬやつじゃん、マジで。あ、これ。あ、いいかもしれない。うん。あ、大丈夫かよ。うん。マジ。あ。大丈夫。え、髪の毛。 やばいやばいやばい。待って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 
今さ、cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like cũng như chia sẻ video giúp kênh Chudiki, và đó chính là động lực để giúp Chudiki tiếp tục phát huy cũng như là dịch những video mới nhất kênh các bạn. Và bây giờ xin chào và chúc các bạn một ngày vui vẻ.